hồi mới đó nhưng giờ thương chẳng hề quên. Gặp thì người thương. Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Kính thưa các bác, thì rất là nhiều bác sau khi mà em đã úp chiếc úp video của chiếc Rewatch Feedback 2-2 này lên kênh, thì có rất là nhiều bác là cũng có hỏi về sản phẩm và cũng có hỏi là sản phẩm này thì ghép với âm ly thế nào. Dạ vâng, kính thưa các bác, thì sản phẩm này em sẽ ghép với âm ly như thế này. Đây, âm ly thì các bác có thể nhìn thấy nó có mic 1 và mic 2 phải không ạ? Và hiện tại em đang ghép với chiếc 203N Gold. Đó chính là mic 1 và mic 2. Mic 1 và mic 2 thì em sẽ cắm vào đâu? Em sẽ cắm vào đây, em sẽ cắm vào feedback đây. Từ feedback đây em sẽ cắm đi ra đường âm ly. Và đường vào của nó đâu? Đường vào của nó chính là đây. Từ mic không dây UGX10 em cắm vào, em cắm đường dây Canon và em cắm vào đường input, em cắm vào đường input của chiếc feedback này. Và từ chiếc feedback chống hú này em sẽ cắm xuống âm ly. Đấy. Em cắm xuống âm ly thì nó chính là cái cổng âm ly, cổng mic 1 và cổng mic 2 đây. Và em cho nguồn nhạc chạy từ chiếc điện thoại vào trong chiếc FX Audio Tuber 03E này và chạy xuống dưới chiếc nâng tiếng TD CB600 và bắt đầu đi vào trong âm ly. Và em đang sử dụng đôi loa BMB CS1000C và em hỗ trợ thêm tiếng chép nữa, đó là một đôi chép JBL ET200 Plus. Thì cũng có rất là nhiều bác nói là những chiếc chép ST200 Plus này khi các bác lấy về và các bác hát karaoke thì nó rú rất là nhiều. Thì hôm nay em sẽ làm cái clip này vừa hướng dẫn các bác cách kết nối dưới chiếc feedback 2.2 này và âm ly. Và bây giờ em đã kết nối xong và em cũng đã nói qua về cách kết nối rồi. Thì bây giờ việc còn lại là em sẽ hát thử cho các bác cùng nghe và cùng xem là cái chất giọng của em có thay đổi không. Và em đứng rất là sát loa để xem nó có bị rú không nhé. Vâng, và bây giờ em mở cả hai mic luôn nhé. Đây. Đi, 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 đi. Đi, đi, một. Đi, 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 một, một, hai. Một, 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 một. Đi, một, hai, năm, sáu, bảy. Đi hơi hơi cứ một xíu. Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ thương chẳng thể quên. Gặp gặp thì người thơ ơ làm như bao giờ tình kia xưa chỉ còn lời nói nhầm ngờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quanh hiu trống vắng thì nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại một ý thù.
gì. Cuộc đời tranh sao không vừa tay vừa vơi, tranh là hàng sang tay còn đang trước tay. Dạ vâng, thì như các bác cũng đã thấy thì với chiếc Viewers Feedback 2.2 này thì nói chung là nó sẽ không cắt rú rít được 100%, nhưng nó cắt rú rít được 90%. Vì là như vừa nãy các bác cũng có thể nhìn thấy là một găng tay của em nó rơi vào tầm 20 phân. Và nó khi mà em để găng tay như này và em cho mic vào để đến tầm nửa găng tay này thì nó bắt đầu là nó rú cái bát của nó.
còn cái phần chép của nó là nó không rú. Đấy. Thì là thì ở nhà chúng ta hát karaoke thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không bao giờ mà đến gần loa và chúng ta dí sát mic vào trong loa làm gì cả, đúng không ạ? Đấy. Và em ngồi rất là gần. Em ngồi rất là gần chiếc loa BMB kia. Đấy, em ngồi rất là gần chiếc loa BMB kia và em hát nhưng không hề có cái chuyện rú rít mic xảy ra cả. Vâng, và video của bên Cốc Cốc Audio chúng em xin được khép lại tại đây. Và em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Bắc Hà, từ bên Cốc Cốc Audio. Dạ, em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ạ.